Tâu Quân xin chào các bạn. Ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái cảm biến dò lai một mắt. Đây là module cảm biến dò lai một mắt. Rồi cho các bạn xem. Thì cái cảm biến chủ yếu là nó chỉ có cái đầu dò này, chủ yếu là cái đầu dò cảm biến này. Còn cái module này thì có hay không có cũng được, nhưng mà các bạn nên mua cái module này luôn cho nó tiện ha. Thì cái module này nó khoảng 10.000 20.000 gì à, rẻ. Chủ yếu là cái đầu dò này thôi, chủ yếu là có cái đầu dò này. Còn trên module thì nó sẽ có một cái đây là một cái biến trở để điều chỉnh cái độ nhạy của cảm biến. Rồi bốn cái chân. Đây bốn cái chân các bạn thấy không? Bốn chân, chân nguồn, hai chân nguồn và một cái chân sức tín hiệu digital, một chân sức tín hiệu analog. Đấy bạn ha. Thì cái con cảm biến cảm biến dò lai này á, nó sử dụng cái nguyên lý giống như là cảm biến hồng ngoại vậy đó. Tức là nó sẽ có một cái mắt, đây các bạn thấy hai mắt không? Sẽ có một cái mắt phát hồng ngoại và một mắt thu hồng ngoại sử dụng photodiode. Thì cái nguyên lý nó là khi cái mắt phát hồng ngoại nó sẽ phát ra tia hồng ngoại, rồi khi mà tia hồng ngoại đó nó gặp, nó sẽ phản xạ lại cái phản xạ cái ánh sáng hồng ngoại đó, nó sẽ phản xạ lại rồi cái mắt thu hồng ngoại, rồi từ đó nó đưa ra cái giá trị cao hoặc là giá trị thấp, đưa tín hiệu trả về tín hiệu cho mình. Thì cái nguyên lý nó giống như là cái cảm biến hồng ngoại vậy, nhưng mà cái khoảng cách của nó, cái khoảng cách mà nó dò thì nó ngắn hơn, nó chỉ khoảng dưới 1 cm thôi. Đấy, thì tất nhiên khoảng cách nó càng gần thì nó sẽ càng chính xác. Rồi khi bề mặt của cái vật á, nó có tính phản xạ cao, tức là màu trắng, thì cái lượng ánh sáng mà nó nhận về của cảm biến nhận về lớn. Còn mà ví dụ như là cái bàn của mình đang là màu trắng nè, thì đây là cái bề mặt nó có tính phản xạ rất là cao, thì cái ánh sáng mà cảm biến nhận về nó sẽ lớn. Còn mà khi bề mặt cảm biến, ví dụ như bề mặt của cái vật á, nó màu đen như thế này, thì cái ánh sáng nó phản xạ về cái lượng ánh sáng phản xạ về kém, tức là cái bề mặt đen thì lượng ánh sáng phản xạ về cái đầu thu á nó rất là nhỏ. Thì cái cảm biến nó sẽ nhận được các cái giá trị lượng ánh sáng rất là yếu. Đấy, thì tùy cái lượng ánh sáng mạnh hay là ánh sáng yếu là con cảm biến nó sẽ đưa ra các cái giá trị digital là mức cao hoặc mức thấp, hoặc là đưa về cái giá trị analog là từ 0 đến 1023 đó. Đấy. Thì nguyên lý của con cảm biến dò lai này nó đơn giản như thế. Thì trên thị trường có nhiều loại cảm biến dò lai, nhưng mà căn bản là sử dụng nguyên lý như nhau. Thì chúng ta có cảm biến một mắt này, rồi chúng ta có cái cảm biến dò lai nó tích hợp nhiều đèn, nhiều led trên một con cảm biến. Đấy, thì ở một video khác mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái cảm biến dò lai tích hợp cái loại cảm biến mà nó có sẵn nhiều led trên một cảm biến á. Còn đây mình hướng dẫn cho bạn cơ bản sử dụng cảm biến một mắt này trước. Ok, bây giờ mình qua cái code ha. Rồi đầu tiên là có test 1, có test 1 là đọc tín hiệu digital. Thì ở trên cái chân các cái chân của cảm biến này các bạn, chân nguồn thì bạn cắm vô 5V với GND của Arduino. Còn cái chân đây không là chân mà xuất tín hiệu digital, các bạn cắm vào chân số 5. Tức là cắm vô cái chân digital chân nào cũng được, ở đây mình lấy chân số 5 làm. Rồi ok, bây giờ mình qua code, mình nói cái code trước rồi đã. Đây mình nạp code rồi. Rồi bây giờ cái code thì như thế này, cái code là các bạn đọc tín hiệu digital như những cảm biến khác thôi. Cảm biến là chân số 5 nè. Đấy, rồi cái một cái biến giá trị. Rồi mở cộng 0.96 để ngồi chúng ta xem cái giá trị của nó. Cảm biến là input. Rồi ở dưới đây giá trị nó sẽ bằng digital read, tức là đọc tín hiệu digital của cái cảm biến này. Cảm biến là chân số 5 nè. Đấy, rồi in lên cộng 0. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Các bạn để ý trên cộng 0 nha. Đấy. Thì ở trên đây các bạn, đầu tiên các bạn để ý trên cảm biến nó có hai cái đèn. Đây trên cảm biến có hai cái đèn, một cái đèn nguồn và một cái đèn nguồn và cái đèn báo tín hiệu. Đây. Bình thường là nó sẽ không sáng. Đây các bạn thấy cái đèn nó sáng không? Cái đèn màu vàng nè. Bình thường á, khi mà các bạn để tín hiệu xuống màu mà để cái cảm biến xuống cái nền trắng thì cái đèn sẽ sáng nè, không? Các bạn dặn cái con biến trở. Các bạn con dặn biến trở nó tắt nè. Tắt nè ha, đang tắt nè. Các bạn dặn cho nó vừa sáng lên thôi. Đấy, nó vừa sáng lên như thế này. Đó, thì bình thường cảm biến mà các bạn coi trên cộng siêu là thấy không? Bình thường cảm biến gặp cái nền trắng thì nó sẽ giả về tín hiệu không. Rồi đây mình qua cái nền đen, đấy các bạn thấy cái đèn nó tắt không, đèn nó đang tắt nè, nền trắng đèn sáng nè, qua nền đen cái nó tắt nè. Thì bình thường nền trắng là tín hiệu của cảm biến trả về là tín hiệu analog là không, rồi qua nền đen là một. Đấy, đây không một, qua nền đen là đèn nó tắt, đèn tín hiệu nó tắt nè. Đấy không, đây một. Thì tất nhiên khi mà bạn đọc được 0 và 1 và bạn đọc được cái tín hiệu trả về nó, thì các bạn áp dụng vào, các bạn làm cái reset thôi. Đấy, đơn giản mà đúng không? Khoảng cách nó gần các bạn, khoảng 1 cm, khoảng 1 cm. Đó. Đây, một nền đen là một. Đấy, nền trắng là không. Rồi có test 1 đơn giản vậy thôi. Rồi tiếp theo là đọc tín hiệu analog. Tín hiệu analog thì các bạn trên cảm biến, các bạn sẽ chuyển sang cái chân đây, chân analog, chân A0 á. Chân A0 các bạn sẽ nói với cái chân A0 của Arduino. Các bạn nói với chân A0 trên Arduino. Rồi giờ mình nói cái code trước. Rồi đầu tiên cái code này thì cũng dễ, các bạn chỉ hai chỗ cảm biến là A0 nè, tức là cảm biến nói chân A0 của Arduino,
Rồi ở dưới ở vùng lớp thì giá trị nó sẽ bằng analog width, tức là đọc tín hiệu analog từ cảm biến. Đây, giờ mình sẽ cho các bạn xem. Rồi, đây cho các bạn xem nha. Rồi, bình thường cảm biến, đây bình thường là màu trắng trên nền trắng, thì nó sẽ khoảng là ba mấy tín hiệu analog, nó là khoảng ba mấy bốn mấy, tức là cảm biến cho nên đọc cái bề mặt ánh sáng ở mức cao á, là lượng ánh sáng trả về nó lớn á, thì tín hiệu analog khoảng ba mấy bốn mấy. Rồi khi qua cái nền đen, đây qua nền đen nè, đây các bạn để ý cái đèn ở trên cảm biến nè, cái đèn trên cảm biến sáng, bình thường nền trắng là cái đèn sáng, qua nền đen là đèn tắt nè, thấy không? Thì trên cái nền trắng là ba mấy bốn mấy, qua nền đen là khoảng tám trăm mấy bảy trăm mấy, tín hiệu analog nó trả về. Đây nền trắng là nè các bạn thấy không, nói chung nền trắng nó nhỏ hơn 100, còn qua cái nền đen là tín hiệu analog nó sẽ cao khoảng 700 mấy 800 mấy. Đấy. Thì tùy với project các bạn đọc tín hiệu digital hay analog thôi. Rồi có test 2 thì cũng đơn giản thôi, đọc tín hiệu analog của từ cảm biến. Rồi khi có test 3, có test 3 thì mình sẽ đọc cái tín hiệu analog để mình điều khiển cái đèn led này. Một cái ứng dụng đơn giản để các bạn hiểu hơn về cái giò lai này. Thì đèn led mình sẽ nói cái chân âm của led vô GND và cái chân dương của led vô chân số 8. Rồi cảm biến thì đọc tín hiệu analog của cảm biến nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói cái code cái đã. Thì cái code thì các bạn thêm cái đèn led. Led là chân số 8 nè. Rồi led là output, mặc định led sẽ là low, tức là led tắt á. Rồi đọc cái tín hiệu analog của cảm biến, nếu như mà cái giá trị các bạn đọc được nó lớn hơn 500 thì đèn sáng, ngược lại đèn tắt. Rồi đơn giản ha. Rồi bây giờ mình cho các bạn xem nè. Đây. Ok, bây giờ đấy các bạn thấy cái đèn led không? Bây giờ mình sẽ để cái đèn led, mình để cảm biến vô cái mặt trắng. Rồi các bạn thấy đèn led nó tắt không? Giờ là hiện tại trên cổng zero là khoảng ba mấy bốn mấy đó. Rồi khi mà mình để cái cảm biến qua cái bề mặt màu đen thì tín hiệu analog nó sẽ là khoảng tám trăm mấy bảy trăm mấy, lớn hơn 500 thì đèn sáng. Rồi lớn hơn 500 là đèn sáng ha. Rồi ngược lại nhỏ hơn 500 đèn tắt nè. Đấy, qua bề mặt sáng thì tín hiệu analog trả về là khoảng ba mấy bốn mấy năm mấy đó, là nhỏ hơn 500 là đèn tắt, rồi lớn hơn 500 là đèn sáng. Đấy, đơn giản thôi không? Đây là một ứng dụng rất là đơn giản để bạn hiểu cái cảm biến giò lai này. Rồi qua ba cái có test thì các bạn thấy cái thằng giò lai này cũng đơn giản không? Đọc tín hiệu digital, đọc tín hiệu analog. Rồi đây sử dụng tín hiệu analog, đọc được tín hiệu analog để điều khiển cái đèn led. Đấy thì giò lai thì chắc các bạn cũng, khi mà các bạn tìm hiểu giò lai các bạn cũng biết là gặp nhiều nhất là sử dụng giò lai vô cái con xe hay là robot đấy. Giò lai xe robot, giò lai tức là nó chạy theo một cái lai màu trắng hoặc lai màu đen. Đấy thì tùy ví dụ các bạn làm robot giò lai đi, thì tùy vào cái lai màu trắng và lai màu đen thì các bạn sẽ đọc cái tín hiệu cho nó phù hợp. Đấy, cái đó ứng dụng nhiều nhất, ứng dụng để cho robot giò lai, xe giò lai đó là mình thấy ứng dụng đó là nhiều nhất. Ngoài ra nhiều ứng dụng khác nữa, nó tùy thì cách sử dụng cái cảm biến giò lai nó chỉ đơn giản như thế thôi. Rất cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like, share, subscribe kênh nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.